Funnygame.vn sắp liên quân PUBG giá rẻ uy tín. Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Thế gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Squad Attack nha. Chúng ta sẽ bảo vệ cái khu vực đầm lầy ở đây. Anh chàng béo bảo vệ khu đầm lầy anh em. Hôm nay là nó có tàu vũ trụ anh em ạ. Tàu vũ trụ này, nhận thêm súng anh em ơi. Lên đạn, đúng rồi. Bắn nó, mũi nè, đâu rồi? Thay đạn nhanh. Mấy con này yếu mà. Ấy chà. Thêm đạn dành cho súng ấy của chúng ta anh em. Con này khả năng bắn. Thêm đạn dành cho súng tiểu liên. Chết tiệt. Tủ lạnh anh em ơi, có thêm một cái thứ mới đó chứ là tủ lạnh nha. Tủ lạnh sẽ đóng băng bọn này được. Nào vào đây. Ấy à. Hết đạn rồi, chết rồi. Mày á, chạy đâu, thay đạn này anh em ơi. Đợi nó vào, uầy. Chúng ta sẽ gặp bọn cưa máy à. Đội quân cưa máy này. Này, chạy. Từ nha. Rồi, trong cái này đang thay đạn. Không, cái này vẫn phải thay đạn anh em ơi. Không phải là trong quá trình mình bắn nó tự động thay đâu mà. Lắm mũi thế nhở. Vào đây nào mấy cưng, có hai con nữa, thêm đạn vào súng của chúng ta, trả lại đạn đây. Súng mình được nâng cấp lên rất là khỏe luôn. Vào đây, này thì vào đây, có thêm ba cái Dynamics là cái bom để có thể ném bọn này. Hiện tại cửa này chưa cần vội, ai á. Vào đây và từ mình bắn nó rồi đã. Đây có thêm một món quà nữa là chúng ta sẽ ăn lóc được con ếch anh em ạ. Con ếch này thì nó có tác dụng làm gì? Nó có tác dụng là bạn ăn mấy con muỗi. Con ếch này sẽ để được ở trên nóc nhà này thì phải. Ui ôi, cả phi thuyền nó lao xuống đây. Thuyền ngoài trái đất cho được khoảng 800, nhân lên thì tầm khoảng 1.200. Nó khá là ít nên mình ta không xem. Nếu mà được khoảng tầm khoảng 2.000 sẽ xem quảng cáo nhìn nhân được khoảng 4.000 thì nó sẽ hợp lý hơn. Ok, upgrade thì không đủ tiền để nâng cấp cái này. Chúng ta có thể là nâng cấp cho Uzi bài mua thêm ammo. Upgrade mất khoảng 3.000. Ăn lóc khoảng 40.000. Mình muốn là mình ăn lóc cái đầu tiên. Chúng ta sang được cấp 10 độ 11 rồi. Và mình ăn lóc được cái con ếch. Con ếch sẽ để trên mái. Thế nhưng mình nhớ là con ếch sẽ để trên mái ta. Chưa ăn lóc luôn đấy. Con ếch nó sẽ ăn mấy con muỗi. Ui ơi. Mà đội theo một cái gì đây? Một cái mũ à? Kinh phết nhỉ? Sẽ khó hơn khá nhiều khi mà vào đây. Chúng ta có khá nhiều đạn mà. Bắn thoải mái đi anh em. Lên này. Bắn ấy, bay đầu. Thay đạn nào. Thay clip đạn vào. Sủi, đông đấy. Đông này. Vào đây. Từ nhá, thay đạn anh em ơi, lên đạn. Mày. Ha. Vào đây. Ui trời, cái này sẽ nổ anh em ạ. Còn đấy nó tự sát. Nó là một cái loại tự sát. Ôi có vịt nè. Lần sau nên sử dụng đóng băng hoặc là bom hoặc là mìn nổ nhá. Vào được không hả? Khu đầm này được bảo vệ rất là nghiêm ngặt luôn. Thay đạn đi anh em. Thay nhanh trước khi nó vào. Vào đây. Bay mũ rồi. Mấy con này bay mũ rồi. Thay đạn lên anh em. Cho vừa mất một cái gì đấy bên này đúng không? Vừa mất một cái gì luôn. Critical 15 này. Đang kiểm soát chỗ này khá tốt. Cho anh để kiểm soát chỗ này. Ây à, ghê ta. Thêm vàng này. Vàng này. Từ mình để nó lên đã. Thêm Dynamics. Bắn này. Vào. Lên đạn này, chúng ta sẽ có thêm vàng. Một thêm món quà đó chính là cây lửa. Thêm cái nữa, chỗ này khá là dễ ta. Thêm tủ lạnh này. Hết rồi đấy. Không có địch lên này nữa, chúng ta sẽ được tổng cộng là 1.000. Thôi mình không muốn xem quảng cáo rồi vì là ít tiền quá. Mình thường nhớ được khoảng 2.000 tiền các bạn nhỉ. Sao lại ít thế ta. Còn ếch. Ui, phía sau còn rất nhiều loại súng khác nhau nha anh em. Nhiều súng lắm. Ếch đâu nhỉ? Ếch là con nào ta? Defensor đây. Mình phải mua này bằng 1.000. Và nó có thể đứng ở trên mái nhà và nó tấn công xuống. Chúng ta sẽ sang cửa số 12 nhá. Càng ngày cấp độ nó sẽ càng nâng cao lên. Và nó sẽ khó hơn khá nhiều.
ếch đây, có ếch này anh em thấy không? Cố lên nào. Gì đây? Vàng à? Vào, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây này. Chết hết. Hạ hết luôn. Vào đây. Muỗi à? Để ếch nó ăn xem nào. Ếch đâu? Trời ơi, phải đến gần sát nó mới ăn anh em ạ. Bọn kia vẫn có thể bắn được mình. Ê, khó chịu nhỉ? Khó chịu, khó chịu, khó chịu. Muỗi này, muỗi này, muỗi này. Muỗi này, muỗi này. Muỗi này. Từ từ. Để nó vào gần. Để nó vào gần đã. Critical hay. Lên đạn, lên đạn, lên đạn nào mấy cưng ơi. Vào hết đây nào. Vào hết đây nào, vào hết đây nào, vào hết đây, vào hết đây, vào hết đây. Vào hết đây, vào hết đây. Hay, hay à. Ở nơi đâu có cá sấu, ở nơi đó có chúng ta. Lên đạn nào. Chúng ta sẽ có thêm vàng bên này. 290 vàng rồi. Đang lên, đang thay băng. Đang thay băng đạn, đang thay băng đạn, đang thay băng đạn. Thay băng này. Lấy vàng anh em. Muỗi à. Muỗi này. Chắc là chúng ta cũng không cần phải bắn bọn muỗi đâu. Tại vì sẽ chúng ta cũng có cái khác để bắn. Đó chính là bọn này. Bọn này, vàng này. Chưa kịp rơi xuống rồi nó chết rồi. Crocodile. Cái này là cá sấu. Không có gì nhiều. Dynamite, Koi, Dax, Turtle. Chúng ta có thể xem được thông tin của bọn nó trong này. Rất là tiện nha. Cực kỳ tiện lợi luôn. Vào đây nào mấy cưng. Vào đây. Vào đây nào. Tưởng gì. Thay đạn cái. Đang đợi sẵn sàng để các chú vào đây nha. Gì đây. Ủa. Đóng băng chưa cưng. Thay đạn, thay đạn, thay đạn, thay đạn, thay đạn. Nó trâu quá. Chết. Ui, chúng ta lóc thêm một loại súng mới anh em ơi. Súng máy luôn. Và muốn có súng này chắc chắn phải mua bằng tiền rồi. Thêm 90 viên. Yes. Đấy. Không có tiền. Hãy lấy 1.500. Quả này phải xem quảng cáo rồi. Chúng ta sẽ nhân đôi số tiền lên thành là 3.000 tiền nha. Tội gì mà không xem để nâng cao sức mạnh cho chúng ta lên. Tội gì không chơi nhở. Rồi. Xem quảng cáo khá là nhanh. Và Double Earn Coin sẽ được khoảng 3.000 tiền. Để nâng cấp. Mình muốn nâng cấp max cái sức mạnh cho khẩu này đã. Chết rồi. Nhầm. Nhầm mẹ rồi. Khó. Hoài vãi lều tấu hài à. 13.500 thì biết nâng cấp cái này lên được. Rồi ok, đánh chơi hết mấy cái năng lượng này ta sẽ chuyển qua map khác nhá. Ok. Episode 1 Cá sấu vào đây. Cá sấu vào đây hết đi. Vào đây hết đi cưng. Vào đây hết đi. Hello. Có một con muỗi. Thì kệ nó anh em ơi. Đấy. Con này có thể ăn được mà. Con cóc này ăn được mà anh em. Con cóc hay con ếch gì đấy. Mày vào đây đi. Mày. Nhờn. Lần nào thì mình sẽ thay đạn luôn anh em. Lên nào. Mình muốn nâng cấp cái sổ khẩu súng shotgun trước. Tại vì nó là quan trọng nhất đối với mình hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ là nó sẽ cực kỳ quan trọng. Nào, lên này, lên này cầm cưa. Dọa ai? Dọa tao á, không được đâu. Ở đây. Đây là mấy cưng. Lên, lên này. Lên cái mình bắn. Bọn này cứ lên cái mình bắn thế thôi. Chỉ cần ló đầu ra cái là chết. Chạy, chạy. Thay đạn anh em ơi. Thay đạn, thay này. Vào đây. Let's go baby. Let's go baby, vào đây. Muỗi vào cũng chết. Muỗi là cũng chết nhá. Muỗi thì cũng chết thôi. Thế thôi, cho nó nhanh. Nhanh cho nó vuông. Thêm vàng này. Vàng. Chưa vào đâu cưng. Đông đấy. Từ. Hai bọn này. Thay đạn này. Critical hay chưa. Muỗi ạ. Muỗi này. Hay. Bé nào muốn lên đây nữa nào. Bé nào muốn chết thì xác định đi. Có vịt chưa? Nó trâu hơn khá nhiều anh em. Và vũ khí của mình lại chưa nâng cấp lên. Phải thay đạn phát. Phải thay đạn cái. Hay. Còn một con nữa. Còn một con nữa này. Mày chết đi cưng. Chúng ta sẽ có thêm vàng bên này sao. Vào đây này. Headshot và chết. Ý, Uzi anh em ạ. Súng thêm. Có ếch trang trí trên nhà. Tổng số là sẽ là 1.550.
và chúng ta sẽ không được xem thêm quảng cáo. Khá là buồn cười, khá là hài hước là không được xem thêm quảng cáo là sao ta? Khá là dị, nó không thể nâng cấp lên được thêm này. Úi trời, đừng mua nhá, ấn nhầm mà mua thì vỡ mồm. Rồi, ok, chúng ta còn hai năng lượng nữa để chơi nốt đi. Đằng nào chơi nốt luôn. Người map này cũng khá nhanh mà. Vào đây mới cực. Vào đây. Chết hết. Lên đạn anh em. Nào. Vào đây. Vào hết cả đây. Xong, đài ngay. Chạy đâu? Từ thấy đạn phát. Úi, nó bắn được. Con này nó bắn từ xa rồi anh em ạ, khó chịu nhỉ. Khó chịu hết thật sự luôn. Mình chưa nâng cấp được, tập sau mình sẽ nâng cấp cái này lên thêm một cái tầm cao mới, nó khỏe hơn. Yes. Đang khá là tốt, đang khá là ổn. Khá là ổn áp ở đây. Có thể chống chọi được với bọn nó. Yes, cố lên nào. Cố lên nào mấy bé cưng. Lên. Có gì không, bắn bay đầu. Bắn này. Đông thế nhở. Đông quân nguyên rồi, chết rồi. Tủ lạnh. Thằng ấy không lên tủ lạnh, lấy cái Dynamic ấy. Tủ lạnh nó phí quá anh em ơi, tủ lạnh để dành cho những cái trận khó khăn ở phía sau. Thế mình nghĩ thế. Vàng này không đủ luôn. Thấy đạn phát. Còn đánh ăn phát đúng rồi. Ít ra nó phải hỗ trợ mình một tí chứ nhỉ. Ít ra phải hỗ trợ tao một tí chứ. Có thêm máu này. Cái này máu nó cộng thẳng trực tiếp vào máu của mình luôn anh em. Tổng cộng là chúng ta sẽ được khoảng 1.300. Không được xem quảng cáo anh em ạ, chúng ta được đúng một lần thôi. Cay nhỉ, cay đắng cuộc đời thế. Không được 15 này, đây là cửa 15. Ui như lại trận này gọi là UFO rồi. UFO nó sẽ lấy hết đồ của mình rồi. Đấy, còn lợn cho nó chứ. UFO bây giờ kia các kiểu lấy hết đồ luôn rồi. Bó tay chấm com luôn. Này, đưa đồ đấy. Chạy đâu. Yếu rồi. Bây giờ đạn nữa, cái thứ mình rất là yếu nha anh em. Để tiếp là đồng tí mình sẽ ném mấy ít bom này xuống. Cũng yếu quá, không ăn thua luôn. Nó cũng yếu ấy. Cái này nó cũng không quá khỏe anh em. Mày, thêm đạn này. Kéo đánh nó ăn đi. Nó vào gần, nó vào xa quá. Mấy con này xa quá, làm sao nó vào được. Ok, ở phía trên đầu này. Trên đầu, hay. Để thêm một số thứ nữa, bắn nó đi. Chết rồi, hết đồ rồi. Cái con kia nó cầm hết đồ mình rồi anh em. Đốt lửa. Con lợn nhà mày, mày lấy hết đồ của ta làm sao ta bắn được. Hải vẫy lều. Con ếch nó chỉ ăn được muỗi thôi, nó không ăn được mấy con ở trên nhá. Nên sẽ hơi khó chịu một tí. Nó chỉ ăn được mấy cái đồ lặt vặt thôi. Khá là buồn. Lên này. Chết rồi. Tôi tấn công rất là mạnh ở bên này rồi. Con này bị đốt lửa anh em. Bị đốt lửa này. Chúng ta mất khoảng một nửa máu để có thể là cân ở chỗ này. Bây giờ nó không cho xem quảng cáo ấy. Khó chịu thật sự luôn ý. Đây rồi. Trả lại hết đồ đây. Tổng cộng là 940 rồi. Quá ít. Và rồi thì chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em nhé. Bye bye.